Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Thì Nắng Ấm vừa mới livestream xong, nếu mà các bạn muốn nhận được thông báo livestream là nói chuyện trực tiếp với mình á, thì các bạn có thể nhấn subscribe vào channel của mình và nhấn hình cái chuông nhé. Và hôm nay thì theo lời hứa thì Nắng Ấm sẽ làm cái video chỉ Google Translate cho những bạn nào cần, là cái Google này là họ sẽ translate là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tất cả những cái thứ tiếng mà các bạn muốn. Thì Nắng Ấm nghĩ cái này là rất là nhiều người biết rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ trên video này. Để bạn nào không biết thì dùng nha, rồi có thể share cái video này cho những người cần biết. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nhé. Ok, thì các bạn sẽ vào google.com ha. Rồi các bạn sẽ đánh vào đây là Google Translate, là cái ứng dụng mà họ dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau á. Đó, rồi các bạn sẽ enter ha. Ở bên này các bạn có thể copy and paste là mình muốn dịch cái đoạn văn nào ở bên này ra cái tiếng nước nào. Thì khi mà mình nhấn, thí dụ bây giờ mình vào cái website mà các bạn hỏi rất là nhiều là học ở Mỹ tốn bao nhiêu tiền, thì bây giờ cái đoạn văn này á, cái này nếu mà các bạn muốn thì cái này là cái website education.com ha. Bây giờ học ở Mỹ tốn bao nhiêu tiền nè, thí dụ nguyên đoạn này á, nếu mà các bạn muốn đi học ở Mỹ thì chúng ta nên biết tiếng Anh và đọc mấy này phải hiểu, nhưng mà trong tình trạng mà mình không có biết á thì mình có thể copy nguyên cái đoạn văn này nha. Mình copy, Nắng Ấm đang dùng iPad đó. Xong Nắng Ấm sẽ copy cái đoạn văn này ha. Xong mình sẽ qua cái Google Translate đó, mình paste nó qua bên này. Đó, mình paste nó qua. Thì cái này thì nó tự detect, là nó tự biết là cái này là tiếng Anh. Thì bây giờ các bạn muốn dịch qua tiếng Việt nha, thì các bạn sẽ nhấn cái nút đó. Rồi mình sẽ đi xuống dưới này, mình kiếm Vietnamese. Có thể dịch qua tiếng Korean nè, là tiếng tiếng Hàn Quốc đó, nhưng mà mình đâu cần tiếng Hàn Quốc ha. Xem, mình sẽ bấm chữ Vietnamese. Thì khi mà mình bấm chữ Vietnamese là mình chọn cái bạn click vô đây, thì nó sẽ tự động dịch ra tiếng Việt cho các bạn. Hồi xưa Nắng Ấm mới qua Mỹ đi học á, không có cái này. Nếu mà có thì nó giúp đỡ được mình rất là nhiều. Thì bây giờ cái này nó nói là học phí và học phí tại Hoa Kỳ, thì chi phí thực phẩm và sinh hoạt mỗi năm á, là từ 8.000 đến 12.000 đô. Ngoài ra còn chi phí học nữa. Đó, thì nói chung là như vậy họ sẽ dịch ra hết, thì rất là tiện đúng không? Rồi trong trường hợp là các bạn muốn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, thì các bạn cũng có thể đánh tiếng Việt qua đây, đánh tiếng Việt ở bên này. Thí dụ để Nắng Ấm nói nha, cái này mình nói nè, tôi đang đi học. Đó, thì khi mà nó dịch ra tiếng Anh đó, thì Nắng Ấm dùng cái giọng nói mình đó, cái này mình có video chỉ rồi, thì nó sẽ tự dịch qua bên này là tôi đang đi học nè, đó, bằng tiếng Anh. Đó, thì cái ứng dụng Google Translate này nó rất là tiện. Thì Nắng Ấm hy vọng video ngắn này sẽ giúp cho tất cả các bạn có biết thêm một cái ứng dụng này của Google để mà có thể học tiếng Anh dễ dàng hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào video sau. Bye bye!